Hôm nay mời các bạn theo chân Hoàng đi Tiền Giang nha. Chỉ đường đến Cai Lậy Tiền Giang. Đang chỉ đường đến Cai Lậy Tiền Giang. Đi về hướng nam lên đường số 11, đường Miếu Nổi, sau đó rẽ trái vào Vũ Huy Tấn. Anh khách này cũng đã chat với bên Hoàng từ tháng 10 của năm ngoái đó. Và hôm nay thì anh mới chính thức anh mua cây đàn này. Hôm nay Hoàng sẽ giao cho anh cây là Yamaha CLP 745 đã qua sử dụng. Thì khi qua sử dụng thì cũng tiết kiệm hơn khoảng độ 20 triệu so với mua mới, cũng đỡ lắm các bạn. Mới tuần trước Hoàng có chuyến đi Rạch Giá thì bây giờ lại đi thêm cái Tiền Giang nữa. Cao tốc từ Trung Lương đến Mỹ Tho công nhận là đông lắm. Cho chạy 100 km/h, nhưng mà thực tế là xe tải nhiều, xe đông như vậy thì trung bình Hoàng nghĩ là chạy 60 km/h, có chỗ nào thoáng mới chạy lên được 80 thôi, chứ còn lại là trung bình là 60 km/h. Mà gặp đúng ngay hôm nay là kẹt xe lâu ơi lâu, khoảng mất khoảng nửa tiếng á, đi mãi mới ra thoát khỏi cái đoạn tới Mỹ Tho. Thì cái đoạn sau thì nó thoáng, đoạn sau là tới Đồng Tháp á nó thoáng, mà đi cũng nhanh các bạn. Đi từ Sài Gòn tới đó 90 cây thì khoảng tầm 2 tiếng thì Hoàng đã tới được tới cái chỗ Cai Lậy rồi nè, rồi chuẩn bị rẽ xuống nha. Nay hình như là bắt đầu tới mùa nhãn rồi, mà chỗ Cai Lậy này gần đây là nhị quý, là chỗ mà người ta trồng nhãn xuồng rất là nhiều, mà Hoàng thích ăn nhãn xuồng lắm. Chúc thế nào Hoàng cũng ghé chợ để Hoàng mua một ký nhãn xuồng về ăn nè. Đã đến nơi rồi nhưng mà điện thoại anh chưa bắt máy nên là bây giờ bắt đầu đi tìm xe máy ở đâu đây nè. Tại sao để cho em quay nha, để Hoàng quay xung quanh cho các bạn xem. Đây cây đàn này coi như mới tới 90% không, đẹp chưa, nó như là đàn mới khui thùng vậy đó. Cứ xài về đi, tiết kiệm khoảng độ tầm 20 triệu đó, không có ít đâu. Rồi, xin chào các bạn, Hoàng đang có mặt ở nhà anh Điền ở Cai Lậy, Tiền Giang. Hoàng đã giao cho anh Điền cái cây CLP 745 màu R rất là đẹp. Bây giờ Hoàng đàn cho các bạn nghe nha. Cây CLP 745 đó là phân khúc cao cấp cho nên rất là hay nha các bạn. Ai mà có cần nhu cầu mua cây này mua mới hoặc có bán mới đó, Hoàng đã có nhiều clip về cái cây này rồi, các bạn cứ xem clip review của Hoàng nha. Ai mà có nhu cầu mua đàn đã qua sử dụng cũng có. Đây, đàn đã qua sử dụng giá nó sẽ bớt đi khoảng độ 20 triệu so với giá mới. Xài thì đương nhiên nó vẫn còn rất mới. Đây, đẹp quá. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem kênh của Hoàng, đã ủng hộ Hoàng. Xin chào các bạn. Là 11 rồi. Em già già giống anh ngày hôm cũng chơi. Nó có hai nồi dưới có hết đâu. Dưới rồi xài bằng kim. Bằng kim. Đấy, to. Cái này khoảng bao nhiêu năm hay? Cái này hả? Cái này chắc khoảng 1904 nè. 1904. Hơn 100 năm. 120 năm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi, thank you. Dạ. Cảm ơn các quý khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ sản phẩm của bên Hoàng ha. Có nhu cầu các bạn cứ gọi cho Hoàng. Rồi bây giờ xong việc rồi, Hoàng cũng chạy ra cái chợ gần đây để Hoàng mua nhãn xuồng, bởi vì Hoàng rất là thích nhãn xuồng. Đây, đã trên tay được một ít nhãn xuồng rồi. Đầu mùa nhãn cho nên là 75.000 một ký lận, mà Hoàng thấy vẫn chưa có ngon, nên là Hoàng mua ít thôi, Hoàng không có mua nhiều, để khi nào mà giữa mùa rồi Hoàng mua sau. Rồi cảm ơn các bạn nha, bây giờ Hoàng đi về đây.